Thông tin mới nhất về sức khỏe của ca sĩ Kim Anh vừa bị đột quỵ. Trước đó đã mất liên lạc với con ruột, sống neo đơn, vất vả. Ca sĩ Quang Thành, quản lý kiêm đồng nghiệp thân thiết lâu năm với ca sĩ Kim Anh, vừa thông báo tình hình sức khỏe của đàn chị sau khi bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu để qua cơn nguy kịch. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Nam California. Nếu không có gì thay đổi, thì 2 giờ chiều nay, theo giờ Mỹ, ca sĩ sẽ được chuyển về chăm sóc tại trung tâm phục hồi chức năng. Thời gian có thể là vài tuần hoặc vài tháng, tùy theo nhận định tình trạng sức khỏe của chị từ bác sĩ chuyên môn. Chị bị cao và loạn huyết áp từ nhiều nguyên nhân, có thể từ việc không được phát hiện, không khám định kỳ, chế độ ăn uống, căng thẳng hay tâm lý bất ổn. Sau những ngày được tận tình chăm sóc đặc biệt bởi tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế, chị đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất và sau đó chuyển qua khu hồi sức. Hiện tại đã nhận biết xung quanh, tập ăn, uống thuốc. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, hậu chứng của bệnh nhân đột quỵ thường là lệch miệng, mất giọng nói, liệt nửa bên tai và chân trái không cử động, mất cảm giác dẫn đến việc không tự vệ sinh, ăn uống và sinh hoạt như bình thường được. Mức độ nặng nhẹ của mỗi người khác nhau, nên thời gian điều trị vài tháng hoặc nhiều hơn sẽ khác nhau. Và dĩ nhiên, cần đến vật lý trị liệu, chăm sóc bởi các nhà chuyên môn, gia đình hỗ trợ, quan trọng nhất là nghị lực của chính bản thân. Đặc biệt, Quang Thành thông tin về hoàn cảnh của giọng ca Mùa Thu Lá Bay, mất liên lạc với 2 con ruột, cuộc sống neo đơn vất vả trước khi gặp vấn đề về sức khỏe. Ca sĩ Kim Anh làm mẹ đơn thân hơn 30 năm qua. Con trai cả lập gia đình, hiện đang sống tại Nhật và mất liên lạc đã hơn 10 năm. Con trai út lần cuối cùng liên lạc cách đây 1 năm, lúc đó sống tại Reno. Qua mùa dịch không biết chuyện gì xảy ra, cho đến nay vẫn bặt vô âm tính. Sau nhiều biến cố cuộc đời, chị đã dọn về ở cùng phòng tại nhà người bạn thân, ca sĩ Mai Hiên từ năm 1992. Năm 2007, theo lời mời của công ty giải trí, chị trở về nước ca hát, thường xuyên tham gia các hoạt động âm nhạc trong nước nhiều hơn. Sau khi dịch bùng phát khắp nơi, chị trở lại quận Cam sống cho đến khi bị đột quỵ. Chị không có gia đình, không anh em ruột thịt, không con cái, nhà cửa, tài chính, nên được hỗ trợ từ chính phủ trong việc cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, sắp tới là trung tâm phục hồi chức năng. Cho đến khi tình trạng sức khỏe tốt hơn, sẽ về đâu và sống thế nào, chúng tôi sẽ xin phép chị cập nhật ngay khi có tin mới nhất. Nam ca sĩ cũng thay mặt đàn chị gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả đã động viên và có sự hỗ trợ nhất định trong thời gian qua. Chị đã nghe, đã đọc, đã cảm nhận tất cả. Chị xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người. Thật cảm động vì trong những ngày qua, khi biết được hoàn cảnh của ca sĩ Kim Anh, ngoài lời thăm hỏi rất nhiều, nhiều thân hữu đã có ngỏ ý mong muốn hỗ trợ an ủi chị trong những ngày tới. Tinh thần cũng là một phương pháp tích cực trong việc chữa trị cho nạn nhân đột quỵ. Mong ước rằng sẽ có một đêm văn nghệ họp mặt ủng hộ tinh thần cho chị. Chúng ta một lần nữa cầu nguyện, hy vọng chị sẽ vượt qua, ít nhất là tự chăm sóc bản thân, chưa nghĩ đến việc ca hát. Được sống đã là một phép lạ, niềm hạnh phúc với chị, niềm vui của chúng ta. Nhiều lần đời xô đẩy chị, những lần chị tự ngã rồi đứng lên. Thời gian gần đây là lần cuối cùng chị cố tìm một cơ hội để được sống đẹp, sống vui. Nhưng xót xa, mãi chị không được 2 chữ bình yên. Sao thương quá đời chị, danh vọng, tiền bạc, tài sắc đã qua đi. Tình thương của mọi người hôm nay, gia tài xót lại đời chị ngày mai. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ trên trang cá nhân. Xin cầu chúc chị mau chóng bình phục.